Vị thuốc đông y cây thì là, biết nấu cùng thứ này bách bệnh sẽ tiêu tan, thần dược đáng giá cả trăm triệu đồng. Cô bác thân mến, rau thì là một trong những loại rau gia vị được sử dụng rất nhiều trong các món ăn như canh cá, món canh trứng. Vừa khử được mùi tanh lại vừa tốt cho sức khỏe. Nhưng có lẽ nhiều cô bác vẫn còn chưa biết rằng hoặc là chưa hiểu rõ về tác dụng thần kỳ của loại rau này cho sức khỏe chúng ta. Đó chính là lý do vì sao trong nội dung chương trình hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ tới bà con cô bác các món ăn và bài thuốc chữa bệnh từ rau dân dã này. Mời bà con cô bác chúng ta hãy cùng tìm hiểu với An Tâm Sống Khỏe nhé! Cây thì là hay còn gọi là cây thìa là, ở nước ta được sử dụng để làm gia vị hoặc là làm thuốc. Lá của loại cây này được xem như một loại thảo mộc và là gia vị có vị ngọt, hương thơm đặc trưng, thường được sử dụng để tăng hương vị cho các món ăn. Ngoài ra thì là cũng rất giàu dinh dưỡng, có thể giúp phòng cũng như hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Các nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy rằng rau thì là có thành phần dinh dưỡng ấn tượng khi chứa ít calo nhưng lại là một nguồn cung cấp một số vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bao gồm vitamin A, vitamin C, folate, sắt và mangan. Nhờ có sự đa dạng về dinh dưỡng nên việc ăn rau thì là mang đến rất nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe khác nhau. Theo y học cổ truyền, lá thì là có tính kích thích, mùi thơm hăng, hắc và có vị hơi đắng. Nó có tác dụng kích thích sự bài tiết nước tiểu, gia tăng lượng nước tiểu thải ra, nhờ đó làm giảm các cơn đau quặn do rối loạn đường tiết niệu như viêm thận, viêm bàng quang hay sỏi thận. Nó còn được xem là một loại thuốc êm dịu giúp cải thiện hoạt động của dạ dày. Ngay sau đây thì An Tâm Sống Khỏe cũng xin được giới thiệu tới cô bác một số bài thuốc chữa bệnh từ cây thì là đơn giản tại nhà. Trị táo bón. Khi cô bác bị táo bón, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, nếu không thể sử dụng các loại thuốc tây thông thường thì các bậc cha mẹ có thể cho trẻ ăn một nắm rau thì là thường xuyên. Đối với trẻ nhỏ có thể cho trẻ uống nước hoặc là trộn vào thức ăn 1 đến 2 muỗng nước sắc từ lá cây thì là để cho trẻ ăn sẽ giúp ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa và đồng thời cũng giúp cho trẻ có một chất lượng giấc ngủ tốt hơn. 2. Giảm đau dạ dày. Hạt của cây thì là giúp làm giảm các cơn đau liên quan đến hệ thống tiêu hóa và chúng rất hữu ích cho những người mắc hội chứng về đường ruột. Đây cũng là một vị thuốc rất tuyệt vời để khắc phục các triệu chứng đau dạ dày và đầy hơi. 3. Chữa rối loạn tiêu hóa. Ăn rau thì là nấu chín mỗi ngày có thể giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn cũng như phòng chống các bệnh về táo bón. Đặc biệt đối với trẻ em đang trong độ tuổi đang lớn hoặc là độ tuổi nhũ nhi, 1 đến 2 muỗng nước sắc từ lá thì là trộn vào đồ ăn của trẻ có thể ngừa được chứng rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ và giúp trẻ ngủ ngon hơn, phát triển tốt hơn. Tinh dầu thì là trích từ sự chưng cất của hạt, được sử dụng để làm thuốc hiệu quả trong trường hợp bị đầy bụng, nấc cục, ợ chua thừa axit trong dạ dày và những chứng tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa. Một giọt tinh dầu thì là pha cùng một muỗng mật ong uống ngay sau bữa ăn. Tương tự, một giọt dầu thì là trộn với một giọt dầu thầu dầu hoặc là đu đủ dầu cho trẻ uống có thể ngăn ngừa các cơn đau xoắn bụng do táo bón. Vì dầu có tác dụng làm trơn ruột, nhờ vậy tăng tính nhuận tràng cho trẻ nhỏ. Chữa tiêu chảy kiết lỵ. Chất dầu trong hạt của cây thì là rất hữu hiệu để chữa chứng ho, đầy hơi, khó chịu. Cô bác có thể lấy hạt thì là chiên với một lượng tối thiểu cùng với bơ và đồng lượng hạt của cây cỏ kari. Hỗn hợp này được xem như một loại thuốc đặc hiệu chữa bệnh tiêu chảy, lị trực trùng cấp tính. Để đạt được hiệu quả tối đa, cô bác cũng có thể nướng hạt cho vàng rồi nghiền thành bột trộn chung với sữa đặc hoặc kèm sữa, chia làm 2 đến 3 lần sử dụng trong ngày. Hoặc cô bác sử dụng lá của cây thì là để ăn mỗi ngày. Chữa rối loạn kinh nguyệt. Thì là có tác dụng kích thích và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm đau trong các trường hợp bị đau bụng kinh ở các thiếu nữ và trong các trường hợp bế kinh gây ra bởi tình trạng thiếu máu và cảm lạnh. Cách sử dụng như sau. Cô bác sử dụng 60g dịch chiết lá của cây thì là trộn chung với 15ml nước ép rau cần tây, chia 3 lần uống trong ngày. Điều trị bệnh ứ nước. Hạt thì là có thể giúp cô bác điều trị bệnh ứ nước ở một số cơ quan quan trọng trong cơ thể, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể con người. Bên cạnh đó, chúng cũng rất hữu ích trong việc điều trị viêm khớp và tích tụ mỡ thừa. Chữa cảm lạnh, viêm đường hô hấp. Khi cô bác bị cảm lạnh, cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp, viêm cuống phổi, sử dụng 60g hạt chế trong nước sôi, lọc lấy phần nước hòa cùng mật ong, chia làm 3 lần và uống trong ngày. Còn để giảm ho, cô bác có thể chế biến siro được làm từ nước của cây thì là sẽ giúp cô bác giảm bớt đi những cơn ho.
Dầu thì là dễ bay hơi, có tính sát trùng nên đây cũng được xem là một loại thuốc an thần rất tốt. Để chữa long đờm trong phổi và chữa đau họng, các bác sử dụng như sau. Đầu tiên các bác dùng từ 1 đến 1,2 thìa cà phê tinh dầu hạt thì là, sử dụng để súc miệng sẽ làm giảm các triệu chứng của bệnh đáng kể. Chữa chứng mất ngủ. Ăn canh rau thì là vào buổi tối hoặc là hãm nước hạt thì là để uống trước giờ đi ngủ. Và ban đêm của bác sẽ ngủ ngon giấc hơn và không lo việc thức giấc hay là trằn trọc khó ngủ nữa. Giảm sưng đau khớp. Các bác sử dụng lá cây thì là đun trong dầu vừng thành một hỗn hợp dầu, sau đó bôi chúng lên khắp các cơ thể, khắp các khớp mà các bác bị đau thì tình trạng sưng của các bác sẽ khỏi hẳn. Chữa mụn nhọt sưng tấy. Các bác lấy nấm thì là giã nát, sau đó đắp lên các chỗ mụn bị sưng, bị tấy, sau đó thì mụn sẽ nhanh chóng vỡ ra và lành vết thương. Hoặc cô bác có thể trộn lá thì là đã giã nhuyễn cùng với một ít bột nghệ đắp lên mụn thì mụn cũng sẽ nhanh lành hơn rất nhiều. Chữa tình trạng tiểu dắt, đái dắt. Cô bác lấy một nắm thì là tẩm nước muối sao thật vàng và tán thành loại bột mịn. Khi dùng thì cô bác có thể lấy bánh mì chấm với bột này và ăn cùng hoặc là thêm vào các món ăn thông thường. Nếu cô bác bị bệnh sỏi thận, có thể áp dụng bài thuốc từ cây thì là như sau. Lấy 5-6 g hạt thì là giã nát, hãm như là trà để cô bác uống hàng ngày thay nước lọc. Uống liên tục khoảng 7 ngày, cô bác sẽ thấy hiệu quả điều trị bệnh viêm thận, sỏi bàng quang có sự tiến triển. Ngoài ra, cô bác cũng có thể lấy rau thì là và bông mã đề, tất cả đem rửa sạch, giã hoặc xay bằng nước lọc và lọc lấy phần nước để uống ngày 3 lần cũng sẽ đem lại các tác dụng điều trị bệnh hiệu quả. Ngoài những tác dụng kể trên, cây thì là còn rất tốt cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Nó thường được sử dụng ngay sau khi sinh để giúp tăng lượng sữa của sản phụ cho con bú. Thì là còn giúp ngăn ngừa sự rụng trứng, nên sử dụng thảo dược này được xem như một phương pháp ngừa thai hiệu quả. Dạng tươi của lá của cây thì là và rất thường được dùng để nêm canh hoặc là làm tăng hương vị trong rất nhiều món ăn, chuyên được sử dụng trong các bếp ăn. Còn hạt của cây thì được dùng để chiết lấy phần dịch dầu, chế các bài thuốc chữa chứng đầy bụng ở trẻ sơ sinh hoặc là ngậm để chữa đau răng, v.v. Lá của cây thì là cũng được xem là một thực phẩm bổ sung cho rau cải và xà lách. Lá và hạt của cây thì là có thể chế biến trong các món đồ chua, rau trộn hay là chế biến các dạng thức uống mát trong ngày hè. Vì nó có mùi hơi hăng nên cũng sẽ thường được sử dụng và chế biến chung với rất nhiều loại rau củ quả cũng như gia vị khác nhau để làm bớt mùi của rau thì là, giúp chúng ta cảm thấy dễ ăn và tăng thêm hương vị cho các thực phẩm được chế biến. Cách sử dụng dạng thuốc hãm trà như sau. Sử dụng 1 đến 2 muỗng cà phê hạt thì là trong 1 lít nước sôi hoặc 50 đến 100ml dịch chiết chia đều thành nhiều lần và sử dụng trong ngày. Bên cạnh đó thì rau thì là còn có tác dụng chữa xơ vữa động mạch, huyết áp cao, xơ cứng mạch não, dẫn tới nhức đầu. Dùng liều như trên thì chỉ được sử dụng 2 lần một ngày, liên tục trong nhiều ngày. Khi có các triệu chứng khó ngủ hoặc bị kích thích quá nhiều, cô bác cũng có thể sử dụng trà thì là trước khi đi ngủ cô bác nhé. Cô bác thân mến, thì là được xem là một loại thảo dược đa năng vì nó sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau và trong rất nhiều món ăn lẫn phương thuốc chữa bệnh. Và nhìn chung thì lá của cây thì là tươi hay là khô, được dùng để làm tăng hương vị của món ăn như các món salad và nước sốt. Hạt thì là và bột thì là thường được nêm nếm vào các món súp, bánh mì cùng một số món ăn chứa rau, kể cả là món dưa chua. Sau đây là một vài gợi ý món ăn từ rau thì là giúp mâm cơm của gia đình cô bác trở nên hấp dẫn hơn. Món ăn mực chiên giòn với thì là rất hấp dẫn. Lớp bột chiên giòn rụng bên ngoài có hương thơm đặc trưng của lá thì là kết hợp cùng rất nhiều gia vị khác nhau. Phần mực bên trong thì giòn, dai, vị ngọt tươi và rất đưa cơm. Khi thưởng thức món mực chiên giòn với thì là, cô bác có thể chấm với nước sốt, tương ớt để tăng hương vị cô bác nhé. Thứ hai, món xiên que cá chẽm cùng thì là. Cá chẽm được cắt khúc và tẩm ướp một lớp bột khô bên ngoài để chiên vàng giòn nhưng vẫn giữ được vị ngọt, mềm của phần thịt cá bên trong. Khi được ăn kèm cá chẽm với các loại rau củ thanh mát như bí ngòi, cà rốt, khoai tây, chấm kèm nước sốt thì là thơm nức mũi, béo ngậy, chắc chắn sẽ khiến cô bác nhớ mãi không quên. Thứ ba, món bao tử cá xào thì là. Bao tử cá, đặc biệt là bao tử cá ba sa, khi được xào cùng dưa chua có hương thơm hấp dẫn, vị dai giòn vốn có của bao tử, hòa lẫn với vị giòn rụm chua chua của những lát cải chua. Đặc biệt là được kết hợp với hương thơm của thì là, sẽ làm cho món ăn trở nên thơm ngon mà không có bất kỳ một mùi tanh, mùi hôi nào. Thứ tư, món cá hấp bia cùng thì là. Cô bác có thể sử dụng cá chép hoặc cá lóc để hấp cùng với bia. Hương vị mềm, thịt ngọt,
mang lại cảm giác ăn ngon miệng mà không có bất kỳ mùi tanh khó chịu nào nhờ sử dụng một phần lá thì là tươi để khử mùi trong quá trình cô bác hấp. Không những vậy thì khi cô bác hấp cá cùng với bia và thì là cũng làm cho cá có một vị đặc biệt hơn rất nhiều. Ngoài ra thì cô bác cũng có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon khác nhau từ cây thì là. Ví dụ như là canh cá thì là, canh hến với thì là, hay đơn giản chỉ là món trứng chiên với thì là đều rất được cơm và tốt cho sức khỏe của cô bác nữa. Một số lưu ý khi sử dụng rau thì là cô bác cần phải biết. Khi sử dụng rau thì cô bác cần đặc biệt lưu ý đối với phụ nữ mang thai, bởi vì cho dù loại rau này rất tốt cho sức khỏe đi chăng nữa, nhưng đối với phụ nữ mang thai thì cô bác vẫn nên hạn chế ăn rau thì là, vì trong rau thì là có chứa một số chất kích thích tử cung sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí có thể gây sảy thai. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên sử dụng các loại thì là tươi, có nguồn gốc xuất xứ và ít bị tiêm nhiễm hóa chất thừa sâu. Ngoài ra, cô bác hoàn toàn có thể bảo quản chúng trong tủ lạnh nếu như sử dụng không hết. Nếu cô bác để trong ngăn mát thì chúng ta có thể sử dụng trong vòng 1 tuần với rau thì là. Còn nếu cô bác muốn trữ đông thì cô bác hãy rửa thật sạch, bọc chúng lại bằng một chiếc khăn giấy, sau đó thì đặt vào một chiếc túi Zippo và sau đó là cất trong tủ đông. Như vậy thì cô bác có thể bảo quản rau thì là trong tủ đông trong vòng 6 tháng và sử dụng. Cô bác thân mến, như vậy có thể thấy rau thì là một loại rau dinh dưỡng có thể mang đến một số lợi ích sức khỏe khác nhau. Đây cũng là loại rau phù hợp với mọi đối tượng, kể cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng liều lượng, không được lạm dụng để tránh gặp phải các tác hại của loại rau này, cô bác nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn bà con cô bác đã luôn dành thời gian theo dõi chương trình. Cô bác cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích khác từ 30 tập của chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.